Dạ. Giang gửi về cho con một món quà nè. Đây con nhắm mắt lại đi rồi mẹ tặng quà cho con nha. À. À, nhắm mắt lại không được mở mắt dí ra nha chưa. Nhắm lại. Lấy hai tay bệnh lại luôn. Lấy hai tay che mắt lại tay. Không được thí nha. Thí là mẹ không cho nha. Đẩy nhắm mắt lại. Gì? Xe gì không? Xe ben. Đúng rồi, xe ben dùng để làm gì? Để ra. Để trái. Để con chở gì nữa không? Chở ra nữa. Đúng rồi, dùng chở quá. Mẹ nói ra. Rồi, bây giờ mẹ mở ra cho con nha. Dạ. Rồi. Đó. Các mẹ ơi. Đã quá ta. Ngon ngon đốt răng. Trời ơi, cảm ơn út răng nhiều nha.